Tối nay thì tôi sẽ nói bài pháp thoại về 7 lợi ích của việc thực hành thiền tứ niệm xứ được đề cập trong bài kinh Satipatthana. Satipatthana, the four foundation of mindfulness. So the Buddha explained the seven benefits of practicing first. Then later he explained about the mindfulness. Thế thì quý vị biết rằng là bài kinh tứ niệm xứ Satipatthana là đề cập tới việc phát triển chánh niệm, và ngay khi mở đầu bài kinh thì Đức Phật đã nói tới 7 lợi ích này, và sau khi nêu lên 7 lợi ích thì Đức Phật mới triển khai tiếp cái việc quan sát các cái đối tượng trong kinh tứ niệm xứ. Egayano yam bhikkhu mekho saddana visuddhiya soka pridevana samadikamaya dukkha domana dana adhangamaya nyayata adhikamaya nibbana da siddhikriyaya iridan saddaro tripatthana karame saddaro pida bhikkhuve bhikkhu saddana visuddhiya. So the purification of the beings, purification of the beings, the number one. So soka pridevana samadikamaya, to overcome sorrow and lamentation, dukkha domanatana adhangamaya, so to success the physical mental suffering, to get the Ariya knowledge, to realize the Nibbana. So the Buddha gave this seven benefits of Tripatthana, saying, number one, purification of the beings, to overcome sorrow and lamentation, so to overcome physical mental suffering, to get the Ariya knowledge, to realize the Nibbana. Và trong một cái đoạn trong chánh kinh Pali của kinh tứ niệm xứ thì có nói rằng và được dịch ra trong cái bài kinh đó, đó là: này các tỳ kheo, đây là con đường duy nhất để đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt qua sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Đó chính là tứ niệm xứ. Và sau đó thì Đức Phật nói tiếp thế nào là bốn, và rồi Ngài mở rộng ra. Thì chúng ta thấy ở đây đó là có 7 cái lợi ích. Đây là con đường duy nhất. Tứ niệm xứ là con đường duy nhất để thanh tịnh hóa chúng sanh. Đầu tiên đó là thanh tịnh hóa chúng sanh. Tiếp tới đó là hai cái lợi ích: vượt qua sầu và bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí và chứng ngộ niết bàn. Tất cả có 7 lợi ích của việc thực hành thiền tứ niệm xứ. When the Buddha would like to give this dhamma, talk Tripatthana Sutta, the Buddha carefully choose the right place to give the Dhamma talk, because Tripatthana Sabbaje is not easy to understand. So that's why the Buddha carefully choose the right place to give this Tripatthana talk. So the place called Kammata, Kamasa Dhamma Guru Division in India. Guru Division Kamasa Dhamma place, people have the good knowledge, good understanding, so the people can understand this Satipatthana Sutta, the meaning of the Satipatthana Sutta. So that's why the Buddha carefully choose the right place
to give the this Tibbathana Dhamma talk. So the place called Kamasat. Thế thì quý vị biết là đây là một cái bài kinh mà không phải là ai cũng có thể hiểu được cái bài kinh này ngay. Chính vì vậy mà khi thuyết cái bài kinh này thì Đức Phật cũng có chọn cái vị trí hay là cái nơi chốn nó thích hợp để cho cái người nghe có thể hiểu được. Và chính vì vậy mà Ngài đã chọn ở cái vùng ở đây là của dân xứ Kuru. Kuru là một cái vùng mà người dân ở đó rất là phát triển, đặc biệt là về tinh thần, và người ta có một cái sự hướng thượng rất là cao. Và cái khu vực, cái vùng ở đây nó có cái tên là Kamasatama. Và cái bài kinh này được thuyết cho người dân xứ Kuru vì họ đã sẵn sàng, họ có cái khả năng để tiếp nhận cái bài kinh này. Thì chính vì vậy mà Đức Phật đã chọn cái nơi này làm cái nơi thuyết bài kinh tứ niệm xứ. Because many people do not understand what the purification of the mind. Many people do not understand what the purification of the mind, what the dukkhan, sorrow and limitation, to overcome the physical mental suffering, to get the real knowledge, to realize the nirvana. Many people thought sorrow and limitation is part of their life. When they have their life, then they have their sorrow, limitation, they have their physical mental suffering. So they thought this is a part of their life. That's why some people were not appreciate about the Tibbathana, about the benefits of Tibbathana. So that's why someone who can appreciate, they do understand about the suffering, about the purification of the mind, to get the real knowledge, to realize the Nibbana. So that's why, so this is very important. So for the Buddha to give this Dhamma talk to understand the people. Thế thì quý vị cũng thấy một điều, đó là không phải ai cũng hiểu được về con đường để thanh tịnh hóa tâm của mình, cái lợi ích của việc thanh tịnh, vì không phải ai cũng biết được những cái lợi ích như vậy. Họ không hiểu rằng những cái lợi ích do việc thực hành tứ niệm xứ đem lại đó là thanh tịnh hóa cho chúng sanh. Và thanh tịnh hóa chúng sanh ở đây tức là chúng ta thanh tịnh hóa tâm của mình. Vậy thì cái lợi ích đó không phải ai cũng có thể hiểu được. Chúng ta đang thực hành tứ niệm xứ tức là chúng ta đang thanh tịnh tâm của mình. Và tiếp tới đó là hai cái lợi ích kế tiếp theo là để vượt qua được sầu bi, vượt qua sầu bi và dứt, diệt trừ khổ ưu. Khổ ưu ở đây tức là khổ trên thân và khổ trên tâm. Khổ là trên tâm và ưu là khổ là trên thân và ưu là trên tâm. Tiếp tới nữa đó là để thành tựu chánh trí, và cái lợi ích cuối cùng là để chứng ngộ niết bàn. Thì dường như người ta cho rằng những cái sầu bi ở đây là chúng ta buồn rầu, chúng ta than khóc, thế rồi là chúng ta có những cái khổ và ưu, những cái khổ trên thân và những cái khổ trên tâm. Thì người ta dường như coi đó nó là một cái điều nghiễm nhiên, nó là một phần của cuộc sống chúng ta. Người ta không hiểu rằng là chúng ta có thể vượt qua những cái khổ đau như vậy thông qua cái việc thực hành của mình. Chính vì vậy mà Đức Phật Ngài phải lựa chọn cái nơi chốn cũng như là cái người dân để có thể nghe và hiểu được cái bài pháp này, hiểu được về các cái lợi ích của việc thực hành tứ niệm xứ. Do cái việc thực hành tứ niệm xứ đem lại thì chúng ta sẽ đạt được những thành tựu
và những kết quả. So that's why someone who understand the who can appreciate the purification of the mind, then they can break this. That's why the Buddha explained sadhana visuddhiya. Sadhana, the beings visuddhiya, purification, purified. So every day, observe all beings, including the human beings, we all have lobha, dosa, moha, mana, esa, misriya, odesa, gogosa, moha. So we see gaisa. So even though when the people, even though they have a lot of money, they have a lot of the good business, so they seem very happy. But this happiness is not very pure, because so when they cannot get something what they want, they can be angry, upset, so they can be doing other so bad things. So that's why so their mind is not very pure. Thế thì cái lợi ích đầu tiên chúng ta thấy đó là thanh tịnh hóa con đường, đây là cái con đường để đưa đến thanh tịnh hóa cho chúng sanh. Satanang visuddhiya, Satanang là chúng sanh và visuddhiya tức là sự thanh tịnh hóa. Và cái việc thanh tịnh hóa ở đây tức là chúng ta làm cho cái phẩm chất tâm của mình nó trở nên trong sạch, các cái phẩm chất tâm nó trở nên thiện, đó là các cái tâm thiện, các cái phẩm chất tốt. Thì quý vị thấy là tâm của chúng ta bao giờ nó cũng bị các cái phiền não, các cái ô nhiễm luôn luôn có ở đó, đó là tam độc, tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, vân vân. Và với những cái phiền não như thế này, thì với một cái người bình thường, khi mà người ta có được các cái của cải, có được một cái sự giàu có, hay là kiếm được nhiều tiền, thì là người ta cảm thấy rất là hạnh phúc. Thế thì cái hạnh phúc này nó không phải là một cái hạnh phúc thuần chất, nó không thuần chất, một cái sự hạnh phúc hoàn toàn không có thuần chất, nó không có đảm bảo một chút nào. Nếu như mà người ta không có đạt được cái mục tiêu, không có đạt được những cái hoài bão, những cái mong muốn của mình, thì người ta sẽ trở nên thất vọng, chán chường và sân hận. Vậy thì từ những cái kỳ vọng đó thì nó sẽ dẫn tới những cái sân hận. Chính vì vậy mà những cái đạt được của cải, vật chất, nó không có thuần chất, tâm của chúng ta nó vẫn bị ô nhiễm. Mặc dù là chúng ta giàu có đấy, mặc dù chúng ta có tiền của đấy, nhưng mà tâm của chúng ta thì nó vẫn còn đầy ô nhiễm. Chính vì vậy thì những cái hạnh phúc mà chúng ta có được từ những cái của cải, vật chất, tiền bạc như thế này thì nó không có thuần chất, xét về phẩm chất của tâm, nó không có được trong sạch, nó cũng không có được đảm bảo. So when you can do meditation center to bright this, so in the beginning you see a lot of thinking mind, wandering mind coming, thought about the past experience, thought about in the future. So there are many thinking mind, wandering mind, sometimes unhappy, feel sad, so many. So when you focus more and more, sitting, walking, then your concentration becomes better and better. So when your concentration becomes better and better, you focus rising, falling. You see the rising, falling movement continuously. So at that time, thinking mind doesn't come. So mind doesn't go past, doesn't go in the future. Then you start seeing the mind very pure, clear, calm, peaceful. So this we call your mind pure from the kilesa, thinking everything, staying on the object, seeing the rising falling,
They may be very bright, pure, clear, calm, peaceful. It depends on how much concentration, mindfulness you have. If you have the short concentration, mindfulness, you see purification of the your mind clear for a while. If you have the longer, so better concentration, mindfulness, you can see longer. So that's why when you come to practice meditation center, so then the more you practice, the more you improve, the more you see the pure mind, clear mind, calm mind, peaceful mind, at the moment, no wandering mind, means you start seeing the purification of your mind by practicing Satipatthana. Thế thì quý vị thấy là khi mà chúng ta đến với một cái khóa tu, chúng ta thực hành thiền ở một cái trung tâm thiền, thì lúc bắt đầu mà chúng ta hành thiền, chúng ta thấy là nó khởi lên rất nhiều các cái suy nghĩ, rất nhiều các cái vọng niệm, rất nhiều suy nghĩ, rất nhiều các cái phóng tâm. Chúng ta cứ ngồi thiền là chúng ta thấy chúng lại sanh khởi, chúng lại nổi lên. Và chúng ta bắt đầu quan sát vào cái đối tượng chính, đó là phòng xẹt. Chúng ta làm quen, chúng ta quan sát và chúng ta duy trì cái sự ghi nhận trên đối tượng chính là phòng xẹt. Từ từ, khi mà cái việc ghi nhận và quan sát của chúng ta nó đã trở nên quen hơn, nó đã trở nên thuần thục hơn, thì lúc này chúng ta thấy rằng là ý định nó bắt đầu được tăng trưởng, nó sẽ duy trì cái việc quan sát tốt hơn ở trên cái đối tượng chính, đó là phòng xẹt. Và khi đã đạt được cái sức định như thế này, điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ quan sát cái đối tượng chính lâu hơn, và như vậy có nghĩa là các cái vọng tưởng, các cái phong tâm nó sẽ giảm dần, nó sẽ giảm thiểu dần. Thì trước đây chúng ta có những cái khởi lên các cái suy nghĩ, nó có thể là ở quá khứ hoặc là nó hướng tới tương lai, và nó đủ các cái trạng thái lo âu buồn phiền, rồi các cái sự dẫm dứt vân vân. Tất cả những cái trạng thái tâm đó là do các cái vọng tưởng, các cái phóng tâm, các cái suy nghĩ. Thì lúc này khi mà sức định nó đã trở nên tốt hơn, khi mà chánh niệm của chúng ta nó đã phát triển mạnh mẽ, vững vàng hơn, thì chúng ta quan sát trên cái đối tượng lâu hơn, duy trì cái sự ghi nhận một cách liên tục hơn, thì các cái vọng tưởng phóng tâm này nó sẽ xen vào ít hơn, và chúng ta sẽ thấy một cái trạng thái tâm của của mình nó sẽ trở nên rất là trong sáng, nó sẽ trở nên rất là bình an, nó tĩnh lặng. Thì lúc này chúng ta thấy nó hoàn toàn chuyển sang một cái trạng thái khác, và ở đây nó chính là cái sự thanh lọc của tâm. Nếu như mà chúng ta duy trì được sức định cũng như là chánh niệm lâu chừng nào, thì có nghĩa là các cái vọng tưởng phóng tâm, các cái vọng niệm đó nó xen vào ít chừng đó, và có nghĩa là trong cái giai đoạn như vậy, tức là chúng ta đang thanh lọc tâm của mình, các cái phiền não nó không có xen vào, các cái vọng tưởng phóng tâm nó không có xen vào, vọng niệm không có ở đó, tâm của chúng ta nó trở nên hoàn toàn trong sáng, nó trở nên bình an và tĩnh lặng, và chính vì vậy mà nó được thanh tịnh hóa. Và đây nó chính là lợi ích của cái việc mà chúng ta thực hành thiền tứ niệm xứ, lợi ích của việc quan sát trên cái đối tượng, mà do đó sức định cũng như là chánh niệm nó được phát triển, và do vậy các cái vọng tưởng phóng tâm hay là các cái ô nhiễm nó không có thể xen vào được trong tâm của mình. Soga pridewana samadika maya tuva khande soru alimentation. So when we do not practice, so the mind doesn't stay the present moment. So remember it from the past experience. So then when you really think about your life in the past
You have the very bad life. So your father and mother passing away, your family member passing away, or maybe sometimes your business lost. So something happened in your life. Maybe you divorced with your husband or wife. So someone really made bad things for you. So when you think about those kind of experience, you feel very angry, you feel very sorrow. So even you cry very often, think about crying sometimes alone, because you cannot let go. This kind of experience keep coming. So you remember your father, mother passing away, or your husband, your wife, your children, family members passing away, losing the business, losing the power, something happened, you don't like it. So you keep thinking and you feel very sorrow, crying, very sad, very often. But when you practice meditation, so you understand the Dhamma, because something we cannot control, even our own body. We cannot wish to have the everything what we want. So according to our own karma, nature, something can happen. When we understand the Dhamma, my father passing away because life is impermanent. My business lose because business also impermanent. My family member lose because impermanent, myself impermanent. So when we understand the Dhamma, anicca dukkha anatta, ourselves, by practicing, then we can let go many things. Since we can let go many things, we will not be remembering, feel sad, sorrow, lamentation, because we understand about our own body and mind, anicca dukkha anatta. Then of course others also anicca dukkha anatta. Even though we want to happen but cannot be happen our own way, it happened according to the nature, karma. Then since we let go, then we can overcome sorrow and limitation, our mind clear and bright. Tiếp tới cái lợi ích thứ hai và thứ ba của, đó là vượt qua sầu bi. Sầu bi ở đây tức là sự buồn rầu và khóc than. Thì chúng ta biết rằng là đối với một người mà không có biết tới thiền, một người mà không có thực hành thiền, thì thường thường là người ta hay hoài niệm về quá khứ. Và dĩ nhiên là trong cuộc sống thì chúng ta cũng có rất nhiều các cái kinh nghiệm buồn vui nó xảy ra. Và rồi nếu mà chúng ta gặp phải các cái kinh nghiệm buồn thì thường thường người ta hay hoài niệm, người ta hay nhớ tới những cái kinh nghiệm mà nó gây cho người ta những cái sự đau buồn. Thì chúng ta có thể thấy nó rất nhiều các cái trường hợp, đó là chúng ta mất đi người thân. Thì người thân ở đây có thể là cha mẹ của chúng ta, người thân ở đây có thể là vợ chồng của chúng ta, con cái chúng ta, và những người trong thân quyến, bà con họ hàng. Rồi có khi là chúng ta có được của cải, tích lũy được của cải, có cái nọ có cái kia, rồi bỗng chốc nó trở nên phá sản, hoặc là nó bị một cái lý do nào đó mà chúng ta của cải tự nhiên là nó không còn nữa, nó bốc hơi đi mất. Rồi những cái địa vị chúng ta đạt được, danh vọng chúng ta đạt được, cũng một cái lúc nào đó tự nhiên nó tiêu tan. Thế thì khi mà nghĩ tới những cái trường hợp như thế này, thì người ta rất là
buồn rầu, do cái sự buồn rầu nó diễn ra một cách lâu và dai dẳng, thì có những lúc là người ta trở nên là khóc than. Thì những cái điều này nó cũng xảy ra đối với tất cả chúng ta, thì ai thì chúng ta cũng sẽ mất đi người thân. Những cái của cải, tiền bạc mà chúng ta làm ra thì cũng chẳng có gì đảm bảo cả, rồi chúng ta dính mắc đến những cái đó. Và nếu bất kỳ một lý do nào nó xảy ra cho người thân của chúng ta, xảy ra cho những cái của cải, tiền bạc, địa vị, danh vọng của chúng ta có được, thì chúng ta luôn luôn có một cái sự luyến tiếc, buồn rầu và khóc than. Nói tóm lại là chúng ta luôn luôn hoài niệm về những cái mà mình có được mà tới giờ đây chúng ta không còn nữa. Thì đó là đối với những cái người mà người ta không biết đến giáo pháp, không biết đến cái sự thực hành, không biết quan sát, không biết hành thiền. Nhưng đối với một cái người khi mà đã thực hành thiền, đã biết tới giáo pháp, đã thực hành, và rồi từ từ thông qua cái việc thực hành, người ta hiểu được về chánh pháp, người ta hiểu được về giáo pháp qua cái việc là quan sát bên trong mình, qua cái việc quan sát các cái tiến trình thân tâm, thì người ta thấy một cái điều, đó là chúng ta không có thể kiểm soát bất kỳ một cái gì cả. Tất cả mọi việc đó đều diễn ra theo cái bản chất của nó. Chúng ta không có thể can thiệp, chúng ta không có thể kiểm soát, chúng ta không có thể làm được cái gì hết. Vậy thì bản thân chúng ta đây, chúng ta còn chẳng làm được cái gì, thì làm sao mà chúng ta có thể can thiệp được với những cái hiện tượng, với những cái con người ở bên ngoài. Chúng ta đây, nó cũng phụ thuộc vào những cái thay đổi, nó cũng tùy thuộc vào cái sự vô thường, nó diễn ra theo cái bản chất của nó. Thì khi mà nhận ra được cái điều như vậy, thì chúng ta sẽ thấy là từ từ chúng ta không còn dính mắc với cái bản thân mình nữa. Khi không dính mắc tới bản thân mình thì chúng ta dễ dàng xả ly với những gì mà chúng ta có được, với những cái đau khổ mà trước đây chúng ta đã gặp phải, thì giờ đây chúng ta sẵn sàng, chúng ta có thể chấp nhận và chúng ta có thể lìa bỏ. Nếu mà chúng ta thấy bên trong chúng ta là vô thường, mọi hiện tượng đang diễn ra trong thân và tâm của mình nó cũng là vô thường, nó là khổ, và nó diễn ra theo cái bản chất của nó, không có ai ở đó cả, đó là vô ngã. Mọi hiện tượng đều là vô thường, khổ và vô ngã. Bên trong của chúng ta, các hiện tượng thân tâm nó cũng vô thường, khổ, vô ngã, và rồi bên ngoài nó cũng vậy. Ở bên trong làm sao thì bên ngoài nó cũng diễn ra theo đúng bản chất như vậy. Chúng cũng đều có chung một cái bản chất, đó là vô thường, khổ, vô ngã. Và càng thực hành thì chúng ta càng hiểu được điều này. Và khi càng hiểu một cách rõ ràng thì chúng ta dễ dàng xả ly, chúng ta dễ dàng buông bỏ. Và nhờ có cái sự buông bỏ như vậy, nhờ có cái sự xả ly như vậy, thì chúng ta có thể vượt qua được sầu và bi. Chúng ta vượt qua được những cái gì mà chúng ta bị mất mát, những cái gì mà nó gây cho chúng ta những sự đau khổ, những sự khóc than. To overcome physical mental suffering, to overcome the body mind suffering. So we are suffering because we attach our own body and mind. So their body and mind also connect each other. So then body suffer, the mind suffer. The mind suffer, the body also suffering. So if we do not understand the Dhamma, then we thought, so this is our body, mind. Even we don't think about, so old age, disease and death. When the old age come, disease come, some people are suffering a lot. Even some people, they don't want to tell their age, because so they feel very discouraged, saying age. Even they want to hide their old, their body. They are using many things to protect their body, look younger. They trying to use their hair
Nor do we gray hair, look younger, face, body. Because, so they don't want to see old age. They don't want to see disease. Even they see old age, they feel suffering. So I am not useful anymore. So my age is, my body is getting old. So then, sometimes they feel suffering because of their old age, because of their disease, sometimes because of their business happening, the way they don't want that, that's why they feel suffering, physical, mental suffering. So there are many ways. Sometimes because of that, their body and mind, old age, disease. Sometimes because of that, their family, business, the position, they feel suffer a lot. So when we practice meditation, when we understand nature and dukkha anatta, everything changes according to their own nature. We cannot wish something, then we can let go. So something changing, we can let go. Even though we see disease, we see the old age, something happen, we can let go. Since we can let go, we are not suffering physically, mentally. So our mind still see, become bright, peaceful. So that's why they say, if you practice vipassana, you can overcome the physical mental suffering. Hai cái lợi ích tiếp theo của thiền tứ niệm xứ đó là diệt trừ khổ ưu. Khổ ở đây tức là khổ trên thân, và ưu ở đây tức là những cái khổ đau ở trong tâm của chúng ta. Như vậy thì diệt trừ khổ ưu tức là diệt trừ những nỗi khổ ở trên thân và tâm của mình. Thì chúng ta biết rằng là thân và tâm của chúng ta nó có một mối quan hệ mật thiết với nhau. Khi mà thân của chúng ta nó khổ sở thì cái tâm nó cũng trở nên khổ sở. Và ngược lại, khi mà tâm của chúng ta nó đau đớn khổ sở thì thân của chúng ta nó cũng lại chịu đau đớn khổ sở. Thế nhưng mà chúng ta dường như chúng ta lại đồng hóa các cái hiện tượng thân tâm như thế này. Chúng ta cho rằng cái thân này là mình, là của mình. Cái tâm này là mình, là của mình. Chúng ta không hiểu rằng thân và tâm, khi mà đã có cái thân tâm này thì nó luôn luôn đó là gì? Các cái tiến trình già, bệnh và chết. Đã có cái thân này thì rồi chúng ta cũng phải đi đến tuổi già. Rồi chúng ta cũng có bệnh, có khi chưa già thì đã bệnh rồi. Và rồi cuối cùng cái đích của nó lại là cái chết. Có thân này là chúng ta đã ký vào một cái bản án tử rồi. Vấn đề là chỉ có thời gian mà thôi. Nhưng mà dường như là người ta cũng chẳng muốn nói đến cái đó. Người ta tìm cách là để người ta quên nó đi, tìm cách là để người ta khỏa lấp. Nếu mà chúng ta đang có một cái tuổi trẻ thì cũng chẳng có ai mà đoái hoài đến tuổi già. Vì chúng ta đang có biết đâu là chúng ta đang đi trên cái con đường để dẫn tới tuổi già, dẫn tới cái bệnh và chết. Đó là một cái lẽ tự nhiên, nó phải đi theo cái con đường như vậy. Nhưng mà người ta khi mà đang còn khỏe thì người ta không nhận thấy cái điều đó, và dường như là người ta cũng không muốn nhận ra cái điều đó. Người ta cứ nghĩ là chắc là nó chỉ xảy ra với ai đó chứ còn không có xảy ra với mình. Vậy thì thậm chí là nhiều khi hỏi đến tuổi, người ta cũng tìm cách là giấu đi cái tuổi tác của mình, nói cho ít lại để cho thấy mình là trẻ hơn so với tuổi. Thế còn nếu mà chúng ta cảm thấy nó nhăn nheo tí, mắt nó có đuôi chân chim, thì là cuối cùng là chúng ta phải vào thẩm mỹ viện để căng lại da mặt, rồi làm sao mà để có những cái thuốc nào
cải lão hoàn đồng, thì bây giờ là bà lão là thành cô gái cho nó thật là xinh tươi. Giờ người ta tìm mọi cách là người ta che đi những cái bản chất của nó. Bản chất thì nó diễn ra như vậy, nhưng mà chúng ta không chấp nhận, chúng ta muốn khỏa lấp, chúng ta muốn che đi. Và người ta không muốn có đề cập đến những cái trạng thái già, đặc biệt là khi mà nói đến tuổi tác. Nhưng mà tuổi già thì nó không trừ ai cả, bệnh tật thì nó không trừ ai cả. Đó là một cái lẽ tự nhiên. Khi mà chúng ta đã có cái thân này thì nó đi theo cái tiến trình đó. Thân này sinh ra rồi nó cũng sẽ tới cái giai đoạn nó già, nó bệnh và nó chết. Nhưng mà đối với một cái người mà hành thiền, thì khi mà người ta đã hiểu được pháp và người ta thấy tất cả các cái hiện tượng này nó đang diễn ra đúng với cái bản chất của nó, bản chất của pháp là vậy. Cái tiến trình già là một cái tiến trình tự nhiên, bệnh tật nó cũng là một cái lẽ tự nhiên, và rồi chúng ta chết nó cũng là tự nhiên. Mọi thứ nó luôn luôn thay đổi, thân và tâm của chúng ta nó luôn luôn thay đổi, nó luôn bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta không có thể nào làm khác được, chúng ta không có thể can thiệp được. Bản chất của nó là vậy, nó phải đi theo cái con đường như vậy. Vậy thì khi mà đã hiểu như vậy rồi thì người ta dễ dàng và người ta xả bỏ, người ta không có còn dính mắc tới cái thân tâm này nữa. Khi mà đã hiểu rõ được giáo pháp thì người ta thấy đây là cái con đường tất nhiên rồi, nó phải đi theo cái cách như vậy, bản chất của nó là vậy, không có cách nào khác. Vậy thì hiểu rõ được cái điều này thì người ta sẽ ít dính mắc, và có những cái trường hợp là người ta không còn có một chút dính mắc nào với thân tâm của mình nữa. Đó là một cái sự xả ly hoàn toàn, và cũng nhờ cái sự xả ly này thì người ta diệt trừ được khổ ưu. Đó là cái lợi ích tiếp theo. Hai cái lợi ích đó, diệt trừ được khổ ưu, đó là khổ ở trên thân và khổ trên tâm, do cái việc thực hành tứ niệm xứ đem lại. So Adhidhara of the Buddha, while the Brahmin, his son lost, his son was passing away. So he only had one son. When the son was passing away, he was sorrow a lot. He cannot eat, sleep, he cannot do any business. He has sorrow a lot. Then he came to see the Buddha. Then he do about his dukkha, sorrow. Then the Buddha said, Piyado zayati loko, Piyado zayati bhayan, Piyado vipamodasa, Nati soko kudo bhayan. Piyado zayati loko, because attachment, the dana, love, you have the sorrow. Piyado zayati bhayan, you have the physical manda suffering because attachment, dana. Piyado vipamodasa, if you do not have the any attachment, dana, nati kudo bhayan, so there will be no physical manda suffering. Piyado zayati loko, piyado zayati bhayan, piyado vipamodasa, nati soko kudo bhayan. Because you have the sorrow because attachment, because of the dana, love. So because of the attachment, dana, you have the physical manda suffering. So when you are free from the attachment dana, there will be no sorrow arise, no physical manda suffering arise. So that's why the Buddha explained, when the Buddha explained, the Brahmin was very upset, angry, because he missed his son a lot. He loved his son a lot. That's why he doesn't listen. He left very upset from the Buddha. Thế thì dưới thời Đức Phật thì cũng có một cái câu chuyện của một cái vị Bà La Môn. Thế cái vị Bà La Môn này có một cái đứa con trai, một đứa con trai duy nhất.
Thế rồi đột nhiên là cái đứa con trai đó nó bị chết. Thì quá là cùng cực và đau khổ vì cái chết của người con trai, thì ông ta khóc than và tìm đến Đức Thế Tôn, tìm đến Đức Phật để giải bày cái nỗi đau, cái nỗi khổ của mình. Và khi nghe cái câu chuyện của vị Bà La Môn này thì Đức Phật mới thốt lên cái câu kệ, đó là sư cũng tạm dịch, sư không nhớ, và cái này là ở trong kinh Pháp Cú, luyến ái sinh sầu bi, luyến ái sinh đau khổ, không sầu không luyến ái còn đâu sầu đau. Nói tóm lại tức là do có cái sự dính mắc, do có cái sự luyến ái thì chúng ta thấy là chúng ta phải chịu cái sự khổ sở ở trên thân và tâm của mình. Chúng ta lo sợ lúc nào mà có cái sự dính mắc, lúc nào có cái luyến ái ở đó, là chúng ta cũng thường trực một cái nỗi lo lắng, một cái nỗi sợ hãi. Sợ hãi vì những cái đó nó sẽ không còn ở lại với chúng ta nữa. Khi mà nó không còn ở lại thì chúng ta trở nên than khóc, sầu bi. Và bây giờ nếu mà cái luyến ái đó nó không còn thì đâu còn sầu bi, đâu còn khóc than, đâu còn những cái đau khổ ở trên thân và tâm. Những cái đau khổ ở trên thân và tâm của chúng ta nó hoàn toàn tan biến khi mà cái sự dính mắc, khi mà cái luyến ái này nó không còn nữa. Và bất kỳ khi nào mà luyến ái không còn là chúng ta được giải thoát, chúng ta được rỗng rang, không còn những cái đau khổ nữa. Nhưng mà thật không may là cái ông Bà La Môn này nghe vậy nhưng mà vì quá đau đớn và rồi cũng chẳng hiểu được cái câu kệ của Đức Phật, rồi ông ra cũng lại buồn tủi và khóc than, ông ta lại ra đi với những cái nỗi đau, với những cái nỗi khổ âm ỉ của mình. So actually the Buddha gave the true Dhamma talk because of the attachment and then sorrow, physical mental suffering arise. There is no attachment. There will be no suffering, sorrow. So you can see, sometimes you can see many people dying from the tsunami, from the nage, from the earthquake. So if you do not know them very well, even though you see many people dying in China or in Myanmar or in the United States, the other countries, but if you don't know them very well, even you see the many dead people, but you don't feel any sorrow. Sometimes you feel a little bit sad just for a while, then finished. But if someone you love, you really attached, then even though they passing away 20 years, you still can see a lot of missing, suffering. When you really think about, you feel sorrow, suffering, crying, right? So means, even though we see many suffering, dying people in the world, it is not our relatives, not your family member, nor your loved one. So then when you see them, you just feel, oh, sorry, just for a few minutes. Later you forget, never think about again. But when your family member, loved one, your relatives, someone you close to, your friends, so when they are dying or suffering, also you feel suffering because of attachment. So that's why sorrow and limitation, physical mental suffering, because of our attachment, kilesa, tanha. Và rồi là quý vị thấy là những cái chỉ dẫn như thế này Đức Phật cũng đã đề cập trong một vài cái bản kinh. Thì cái điều đó chúng ta thấy luôn luôn trong cái cuộc sống là chúng ta thấy được những cái sự mất mát, thấy những cái khổ đau, thấy những cái tai họa nó xảy ra ở chỗ này chỗ kia. Nào thì là tsunami, nào thì là cơn bão Nagis, nào là xảy ra ở Miến Điện, ở Trung Quốc hay là ở Hoa Kỳ.
những cái nơi mà những cái thảm họa nó xảy ra với một cái mức độ rất là tàn khốc và cướp đi sinh mạng của rất nhiều người. Thì chúng ta có thể ngồi ở rất là xa, chúng ta coi. Thế thì những cái người này chúng ta chưa gặp bao giờ, chúng ta chưa hề biết. Thế thì khi mà thấy những cái cảnh như vậy thì dĩ nhiên là chúng ta cũng có một cái sự cảm thương, chúng ta rất là cảm thấy rất là thương tiếc cho những cái người như vậy. Nhưng mà nó chỉ diễn ra được một chốc một lát thôi. Nó diễn ra rất nhiều ở trên thế giới, nhưng mà khi mà chúng ta thấy thì nó chỉ diễn ra cho chúng ta cái sự thương cảm đó, nó một chốc một lát, một vài phút hoặc một cái quãng thời gian nào rồi nó qua đi. Vì họ đâu có phải là cái người thân của chúng ta, họ là những cái người xa lạ, chúng ta chưa hề quen biết, và nó diễn ra ở một cái nơi rất là xa, không phải là cái nơi mà chúng ta sinh sống. Và những người đó cũng không phải là cái người thân, không phải là họ hàng bà con quyến thuộc của mình, và những cái người mình cũng không quen biết. Nhưng nếu như bất kỳ một cái điều gì nó xảy ra đối với những cái người thân thiết, đối với những cái người mà chúng ta rất mực là yêu thương, rất mực là gắn bó, thì chúng ta cảm thấy một cái nỗi thống khổ khi mà họ bị cướp đi sinh mạng, khi mà họ chết đi, là lập tức là chúng ta thấy một cái sự khổ sở cả thân lẫn tâm của mình, một cái nỗi buồn khổ do chúng ta quá yêu thương những cái người đó. Vậy thì nếu mà chúng ta có những cái người mà mình đã gắn bó yêu thương, thì khi mà họ không còn trên cõi đời này nữa thì chúng ta cảm thấy rất đau khổ. Thậm chí là 20 năm sau thì có những lúc mà chỉ do cái nguyên cớ nào, nhân duyên nào, nhớ lại lập tức là những cái nỗi đau nó vẫn còn đó. Là vì sao vậy? Đó là chúng ta rất dính mắc, chúng ta còn rất dính mắc, rất là luyến ái với những cái người, đặc biệt là bà con, đặc biệt là quyến thuộc, và những cái người mà chúng ta rất mực yêu thương. Thì chính vì vậy mà do có cái sự luyến ái, ở đây nó chính là các cái phiền não. Các cái phiền não nó chi phối, đó là sự dính mắc, sự luyến ái đối với con người. Thì nó đem lại cho chúng ta một cái nỗi khổ, khổ cả trên thân và khổ cả trên tâm. In Myanmar, we have the very interesting one story. So one of the lady, her son was walking in the forest. So one lady, her son was walking in the forest near her village. Then late evening, one of the men came to her house, saying, "So your son was passing away in the forest." So when she heard her son was passing away in the forest, so she cannot stand. So even she lost consciousness. Then she ran to the forest crying. Even she cannot carry her clothes in proper way. So when she heard her son was passing away in the forest, someone drew her. So she was crying. Even she lost consciousness, ran away to see her son. So when she arrived at the forest, so she looked at the dead body. So actually it is not her son. So other people, someone, so confirmed her by mistake. So when she saw the body, it was not her son. So she left. "Oh, I am lucky, it is not my son." When she heard her son was passing away, but she cried, she was cannot control anything. But when she really saw that the body was not her son, she said, "I am very lucky, it is not my son." Even she was laughing instead of sorrow and crying. Thì ở Miền Điện của chúng tôi thì có xảy ra một cái câu chuyện như thế này. Có một cái bà nọ, thì bà ấy có một cái đứa con làm việc ở trong cái khu rừng sâu, và bà ấy thì nhà ở phía ngoài làng.
Thế rồi vào một cái ngày nọ, khi mà trời nó đã tối rồi, thì có một cái người ở trong làng, người ta mới đến và báo cho bà ta biết là con bà bị chết đột tử ở trong rừng. Thế thì khi vừa nghe tin như vậy thì bà ta ngất lịm, quá đau đớn. Và khi tỉnh dậy thì bà ta gào thét, khóc than, và ngay lập tức là lao vào trong rừng để tìm kiếm đứa con. Và thậm chí là nhiều khi bà ta gào khóc giống như là một cái người điên điên vì quá thương tiếc cái đứa con. Thì bà ta suốt cái quãng đường từ nhà vào trong rừng, bà ta khóc than gào thét. Và rồi khi mà vào tới cái chỗ mà đứa con làm việc, nhìn thấy cái xác người nằm đó, thì bà ta nhận ra, đây không phải là con mình, không phải đứa con của mình. Thì lập tức là bà ta cười ha hả, ngay lập tức là đang khóc, thì cuối cùng là bây giờ là chuyển sang cười, cười rất là vui sướng. Và bà ta thốt lên là thật là may mắn, đây không phải là đứa con tôi. Mọi người thấy không? Thì cũng là một cái người chết đó, cũng là một cái tin của một cái người chết, nhưng mà là cái đứa con của mình thì là một cái trạng thái khác, một cái trạng thái nó sầu đau cùng cực, và bà ta khóc than gào thét. Nhưng mà cũng là cái người chết đó thì không phải là con của mình, thì bà ta lại có thể là cười, và rồi cũng lại thốt lên là thật là may mắn, đây không phải là con mình. Là vì sao vậy? Rất là dính mắc, rất là luyến ái, vì là cái sự thương yêu, cái sự dính mắc với cái đứa con của mình. So to get the Ariya knowledge, Sotapatti, Sakadagami, Anagami, Arahata knowledge. So when we practice meditation, when you see the Anicca, Dukkha, Anatta, Kaliyara, Ankaliyara, so finally, so you get the Ariya knowledge, Sotapatti, firstly, then Sakadagami, Anagami, Radhamma knowledge, then you realize the finally Nirvana. So that's why the Buddha explained that there were seven benefits of the Tripatthana. Number one, purification of our mind, to overcome sorrow and limitation, to overcome physical mental suffering, to get the Sotapatti, Sakadagami, Anagami, Arahatthamma knowledge, to realize the Nibbana. So that's why when we practice meditation, we can see these benefits. Và tiếp tới chúng ta thấy hai cái lợi ích sau cùng, đó là thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Nếu mà chúng ta tiếp tục cái việc thực hành, chúng ta tiếp tục cái việc quan sát của mình, khi các cái điều kiện nó đã hội tụ thì chúng ta đạt tới cái tầng thánh đầu tiên, đó là tầng thánh nhập lưu, Sotapanna, rồi Sakadagami, đó là thánh nhất lai, và tiếp tới đó là Anagami, là bất lai, và cuối cùng là sẽ đạt tới quả vị A-la-hán, đạt tới cái tầng mức chứng ngộ cuối cùng, đạt tới Niết Bàn. Thì do cái việc thực hành là chúng ta đạt tới cái sự hiểu biết, chúng ta đạt tới cái tuệ giác, đạt tới cái sự chí kiến, thành tựu chánh trí và chứng ngộ Niết Bàn. Thì đây là những cái lợi ích mà do việc thực hành thiền tứ niệm xứ đem lại. So when you have the depression, physical, mental, suffering, pain. So you have the depression, you cannot sleep, eat. So you can take medicine to overcome stress or depression or pain. So you can take the painkiller. But if you take the medicine, you can overcome just for a while. Right, then you can see those kind of suffering back, because this medicine can stop just for
a few days, a few hours. But this Tadipatthana medicine, we can overcome forever. That's why Tadipatthana medicine is very useful, very helpful for everyone if we can take it by take time. If you really see your meditation progress, you will see these seven benefits clearer and clearer. The more you improve your meditation, the more you improve your mindfulness concentration, the more you see that these seven benefits clearer and clearer. So that's why this, the Buddha medicine, Tadipatthana medicine is very useful. So that's why the Buddha explained the seven benefits of practicing meditation. So when you practice, you will be, your mind will be clear, bright. So you see that your mind clear and bright. So no physical mental suffering arise, even arise, you can overcome. So that's why our yogis, so now you are practicing, you are improving every day. In order to see these seven benefits, you must make a lot of effort. You must make a lot of viriya to practice. Then you will see more and more. That's why. So I would like to encourage our yogis. These Tadipatthana practices are very helpful for our life. We are suffering because we don't understand the Dhamma. If we understand the Dhamma, we will be free from the suffering. That's all for tonight's Dhamma talk. Thế thì quý vị mới thấy là khi mà cái thân của chúng ta nó có bệnh thì chúng ta uống thuốc. Và uống thuốc vào thì nó sẽ giúp là đỡ và khỏi bệnh. Thì dĩ nhiên là chúng ta khi mà nói đến khỏi bệnh thì không có nghĩa là nó khỏi hoàn toàn, thì nó khỏi một cái thời gian nào đó. Thế rồi trong cuộc sống của chúng ta thì cứ tiếp tục như vậy, là nó luôn luôn có các cái căn bệnh, và rồi là chúng ta cứ phải luôn luôn là dùng thuốc. Cái điều đó là không có thể tránh khỏi. Vậy thì cái thân của chúng ta bệnh như thế này là chúng ta phải dùng thuốc. Nhưng mà Đức Phật khi mà Ngài chứng đạo thì Ngài đã cho chúng ta một cái phương thuốc rất là kỳ diệu, mà nó có thể tẩy sạch đi các cái căn bệnh của thân tâm chúng ta. Do cái việc thực hành thiền tứ niệm xứ ở đây, nó chính là cái phương thuốc để diệt trừ khổ ưu, để diệt trừ các cái nỗi khổ ở trên thân và tâm của chúng ta. Những cái nỗi khổ này, chúng ta có cái khả năng diệt trừ nó mãi mãi. Nếu như mà chúng ta thực hành, chúng ta uống cái khoa toa thuốc này, chúng ta thực hành theo những cái lời mà Đức Phật chỉ dạy, thì chúng ta sẽ loại bỏ được các cái nỗi khổ trên thân và tâm của mình, loại bỏ được các cái phiền não, các cái khổ đau. Thì những cái nỗi khổ nó cũng có thể tới đó, nhưng mà chúng ta biết cách nhìn nhận, chúng ta biết cách quan sát, và rồi chúng ta sẽ vượt qua được nó. Và sở dĩ là chúng ta làm được cái điều đó là vì chúng ta thấu hiểu được pháp, chúng ta thực hành, chúng ta hiểu được pháp. Và với một cái người thiền sinh, đặc biệt là trong một cái khóa tu như thế này, ở đây là chúng ta đang thực hiện theo những chỉ dạy của Đức Phật, và với một cái sự chuyên cần, một cái sự cần mẫn, chúng ta càng thực hành thì chúng ta càng thấy được các cái lợi ích của thiền tứ niệm xứ đem lại. Khi mà chúng ta có được tiến bộ ở trong sự thực hành của mình, khi mà chúng ta tiến bộ trong giáo pháp, thì chúng ta sẽ thấy được những cái lợi ích đó ngày một rõ ràng. Cái lúc này trạng thái tâm của chúng ta nó sẽ trở nên trong sáng hơn. Và khi tâm đã trở nên định tĩnh, rõ ràng, trong sáng, thì nó có cái năng lực và nó giúp chúng ta vượt qua được, diệt trừ được các cái phiền não, các cái khổ đau, những cái nỗi khổ trên thân và tâm của chúng ta. Chính vì vậy mà ở đây chúng ta đang thực hành một cái khóa tu thiền tứ niệm xứ. Tôi cũng hết sức là mong mỏi và
sách tấn quý vị là chúng ta thực hành tốt hơn nữa, chuyên cần hơn nữa, để rồi chúng ta có thể hiểu được pháp, chúng ta thấy được, và càng hiểu được pháp, càng thực hành nhiều thì chúng ta sẽ càng thấy được những cái lợi ích mà Đức Phật đã đề cập tới ở trong bài kinh Tứ Niệm Xứ. Và tới đây thì tôi xin kết thúc bài pháp thoại ngày hôm nay ở đây. Một lần nữa xin chúc tất cả quý vị an vui.